rồi, wow, quá quá quá. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Phong Điền, Cần Thơ. Thì xíu đây thì sẽ có một cái cuộc đua gọi là anh em giao lưu chơi ha. Thì phía bên mình là đại diện từ Kiên Giang, đi từ cái chỗ đại lý do lãi của Camuxit, chuyên đặt máy âm của anh Bình. Thì số điện thoại của anh Bình là 0918 335 312. Thì anh Bình chuyên đặt máy âm và bán do lãi Camuxit. Thì xíu đây thì ảnh có giao lưu qua bên mấy anh em bên Cần Thơ. Thì cái do lãi của ảnh sẽ có cái chiều ngang như thế này. Mình sẽ đọc sơ qua cái chiều ngang với lại là công suất máy của anh Bình để gửi đến mọi người xem ha. Vô lại anh Bình là chiều ngang là 1m06, chiều dài là 7m2, được gắn động cơ là Toyota 73 mã lực, chạy chuyên dịch là 3 tắc. Đây anh Bình đây. Còn phía bên anh kia thì chút nữa sẽ đua giao lưu chơi ha. Đây thì sẽ test thử là Cần Thơ giao lưu với lại Kiên Giang nha. Thì với một cái đua tự do, tức là cáp công suất kiểu giống như là tương đối với nhau là chơi thôi các bạn. Chứ cái này thì nó không có phân biệt là phải đồng máy bằng đồng vỏ đâu nha. Giao lưu vui vẻ quá. Nên em chỉ là giao lưu cồng chiêng thôi. Đây phía bên anh Bình đây. Đó, chút nữa anh Bình sẽ đua với mấy anh em bên Cần Thơ giao lưu chơi. Thì cái vỏ lãi của anh Bình là cái chiếc vỏ nguyên giáp ha. Thì chút sẽ đua với anh bên này là 4D56, chiều dài là 4m9. Đó thì cũng như mình nói là kiểu như là mấy anh em giao lưu cho nên là kiểu cảm thấy xứng xứng nhau là chơi thôi, chứ không cần phải bằng cái vấn đề là dài hay ngắn hay như thế nào ha. Nói chung là anh em cảm thấy tương đối nhau là quất thôi các bạn. Thì Cần Thơ hôm nay giao lưu ở Kiên Giang, hôm nay giao lưu với Cần Thơ. Đây là anh Bình đây các bạn. Đây chỗ tiệm vỏ lãi vỏ nguyên giáp của anh Bình, số điện thoại thì qua đây thì anh em có nhu cầu đặt máy âm, mua vỏ lãi cano thì có liên hệ số điện thoại của anh Bình là 0918 335 312. Địa chỉ ảnh là Sóc Sòi, Hòn Đất, Kiên Giang ha. Thì hôm nay lên Cần Thơ giao lưu. Đây thì mấy anh em cổ vũ cũng rất là đông các bạn. Thì có lẽ là trong video mình có nói gì sai sót thì mong cô chú anh chị nào đó có xem tới đây thì thông cảm cho mình nha. Còn đây là cái máy Detroit. Hôm bữa mình đã có quay test thử tốc độ cho mọi người xem rồi đó. Bộ bên anh Bình bên hôm nay bên mình lên là 4 anh em hả? 6 người. 2 vỏ 6 người. Chạy không nổi luôn các bạn. anh này quá khủng khiếp, anh bự. Đây là cano. Cano bên phía của mấy anh em Cần Thơ giao lưu. Đây cano. Thì có lẽ là cái máy thì mình không hiểu hết cái công suất với lại là máy. Thì bên anh Thái thì chuyên cano. Ê chào bà con cái ơi. Quá trình bộ rồi, chào cái nha. Thì bây giờ thì mấy anh em đã OnePro xăng do cano 4m9. Đây. Đời ghét ha. À, bây giờ thì sẽ thử một cái tốc độ như thế nào đây. Chơi vui mà. Chơi giao lưu cầm chiên nha. Một lần nữa thì mình xin nhắc lại với mọi người ha, chứ không có mang tính chất là giải gì ở đây. Đó. Biết đó là cái Volvo gì đó. Volvo chạy xăng. Volvo chạy xăng ha. Nhiều mã lực kia anh. Em
Đây của bên Kiên Giang mình thì có một cái màu vàng khá là đẹp nha. Đó là hy vọng là hôm nay sẽ là một cái màn gọi là tuyệt đẹp đây các bạn. Ngày hôm kia thì hôm qua hôm kia thì mình đang ở Cần Thơ và là đua xe, hôm nay thì tiếp tục là mình vẫn đang ở Cần Thơ là đua gió lãi. Bây giờ thì ảnh lên trên cái điểm trên kia để sẽ chuẩn bị cho xuất phát một màn đó là tuyệt đẹp. Đây bây giờ là cái sẽ chuẩn bị xuất phát ha. Cái phía bên tay phải màn hình các bạn đó là cái chiếc của một lần nữa thì mình xin nhắc lại của anh Bình ha. Còn phía bên tay trái chiếc cano là của bên anh Thái Cần Thơ. Rồi bây giờ thì sẽ chuẩn bị chứng giữa thì bất ngờ có một chiếc vỏ lại chở dưa hấu. Tới công chuyện thì chơi. Rồi bây giờ nếu mà canh đồng thì cứ quất ha. Toyota đấu với Volvo gì đây. Đó, các bạn cùng xem nha. Cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật trong khi cái lúc đề ba ha, nó cũng nằm một cái gọi là kỹ thuật của này các bạn. Rồi bây giờ thì cùng xem. Rồi wow, quá whip quá. Wow, Toyota 2C bỏ một khúc của cái chiếc cano phía bên kia. Thì cũng như lúc đầu mình nói là quan trọng là cái lúc đề ba ha. Bây giờ sẽ quay về một cái nữa đây. Một màn đấu phải nói là rất là kịch tính và hấp dẫn các bạn. Đây bây giờ thì mọi người cùng chú ý vào màn hình để chuẩn bị xem một lần nữa nha. Cũng là do một phần này và kỹ thuật ha. Chưa nha, khi canh đồng với nhau là bắt đầu sẽ xuất phát. Chưa, tức là nó bị chét cơ các bạn. Bị chét cơ rồi cho nên là ảnh tạm ngưng để chắc có lẽ lên trên kia để đề ba lại quá. Lên đề ba lại á. Để coi là có chuyện gì đây. Đây là cái Toyota hồi bữa mình đã quay ở chỗ của anh Bình. Có bị gì anh? Bị gì? Giờ chuẩn bị đà lại. Tức là bị chét cơ các bạn. Bây giờ thì đài lại nha các bạn. Thì hồi nãy thì bị giống như mình nói là bị chét cơ chiếc này trước đề sau cho nên là ảnh tạm ngưng. Khi mà hai chiếc đồng nhau thì mới cái biết được cái kết quả các bạn. Và cái chiếc 2C của anh Bình thì phải nói chạy quá đẹp. Bây giờ thì tới chiếc của anh Thái Cần Thơ. À, sẽ đấu chính thức với cái chiếc của anh Bình. Cũng đề 56 cano với lại đấu vỏ lãi ha. Mọi người cùng xem nha. Khán giả phía sau xin vui lòng đừng lắc quá nha. Ở đây quơ lắm rồi thôi. Đừng có lắc quá. Đây bây giờ thì sẽ canh canh coi bằng bằng nhau là bắt đầu sẽ xuất phát. Đang cho với nhau đó. Có anh Thái để anh chọn để mà anh làm đây bây giờ đang quay đầu lại nha. Ok ha. Đây. Không nó đồng đều các bạn. Là hơi xa. Bên kia nó bắt đầu trước phải rồi. Nãy chắc có lẽ là đổ ba chiếc luôn nha. Đây bây giờ thì cùng xem nha. Đồ ba chiếc luôn. Bên này thì Cần Thơ thì cano, Kiên Giang thì composite gió lãi. Rồi bây giờ thì mọi người cùng xem ha. Lên trước gì mà xong lên kịp. Thôi chưa bằng nha. Rồi chưa, bắt đầu. Mọi thứ chuẩn bị có lẽ là máy quay mình hơi rung lắc mà mọi người xem thông cảm nha. Đầu đề ba đẹp bảo. Wow. Wow. Quyết liệt các bạn.
Bây giờ không quay đâu trời đâu. Sao kìa. Đẹp con Nam 14 đó vậy. Thì có lẽ là máy của bên anh Bình có bị kỹ thuật chút xíu các bạn. Bây giờ thì xíu là anh sẽ chạy lại để cho mình xem coi như thế nào ha. Đây bây giờ thì có lẽ lên trên để xuất phát lại đây. Chiếc này cano cục đòn ha, mà công suất máy thì cực kỳ mạnh các bạn. Còn bên này. Cái này là của anh Thái ở bên phòng này các bạn. Có cái tiếng dịch lại coi có chính tập không? Để anh dập kìa. Chưa mất chưa hả? Bị gì đâu? Điều chỉnh chỉnh rõ dùng nó đi. Hả? Có cái gì các bạn? Thì sau khi hai pha xuất phát thì bên nào cũng có một chút kỹ thuật. Bạn có chiếc thông, có chiếc thông anh Nhiên ơi. Còn hai con thì bị chỉnh chẳng hai con quăng này. Đây chỉ có hai cái đầu của cua thì bị nổi cũng bạn xíu là tích tốc. Cano thì cục đòn ha, nhưng mà bên này thì hơi dài đòn. Đây là cái thằng này xíu thôi nha. Đùa cái công suất máy thế này coi mới cực kỳ đã này các bạn. Cái này chạy với chiếc Cuento của em được, Cuento 105 á. Ủa 340 phân á. Hãy chạy chỉnh dầu chút xíu không đâu. 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 Đây ông chú ổng chạy máy xăng lại đây các bạn, cũng là cano. Chạy lên chạy cho. Phải dây đi. Chúng chở nè, chở nè. Tái luôn, tái ra luôn, tái ra luôn. Đây là hai chiếc đến từ Kiên Giang. Có lẽ là một phần kỹ thuật gì đó cho nên là mấy anh đi khắc phục lại để tiếp tục. Chiếc đi trôi và chiếc câu vô ba phía bên kia các bạn. Sau một hồi căng chỉnh thì anh Bình chở 500 anh em lên chiếc châu lãi lại đây các bạn. Không biết như thế nào đây. Chúng ta thì bên anh Thái sẽ chạy lại với anh Bình ha. Đây cái chiếc đi trôi. Đây chơi chiếc này nè mới giữ nè. Ông nào đại diện ra chơi chiếc này nè. Kéo đít. Bây giờ thì ảnh sẽ lên trên để test lại cái tốc độ như thế nào ha. Thì nãy giờ thì bên anh Bình thì bị kỹ thuật, lỗi kỹ thuật chút xíu. Giờ thì này sẽ mặc áo giáp vô nha các bạn. Đuôi thì đuôi phải có tính chất an toàn mới được ha. Bây giờ thì anh Thái sẽ lên trên. Ở trên sẽ xuất phát cái điểm như này ha. Đua cái đoạn đường thì đây là nói chung là mình canh chừng nào mà cảm thấy cũng tương đối là khoảng chừng cây ngoài số thôi các bạn, chứ cũng không quá dài ha. Thì một lần nữa thì mình xin nhắc lại là này thì mấy anh em chỉ giao lưu thôi. Đây, bây giờ thì ở trên đó thì sẽ canh đồng là quốc ha. Thì bên này thì bên chiếc màu vàng thì của anh Bình hôm nay thì chạy bên phía bên tay trái rồi các bạn. Hồi nãy anh chạy bên tay phải. Đó, cano Toyota với lại Mitsu. Đó, bây giờ thì cùng xem nha.
Đó, chuẩn bị xe tốc tăng tốc đây. Quá trời, hôm nay nãy giờ không có lục bình mà giờ quá trời lục bình. Vẫn chưa xuất phát nha các bạn. Hai bên mới được chứ người hai gặp đây chạy luôn. Chia cho xa nhau để không thôi nó bị hút nước các bạn, bị sóng ngầm ở dưới cho nên là rất là khó. Rồi bắt đầu xuất phát. Rồi thì tạm thời anh Thắng, anh Thái dẫn đầu. Chiếc nào chạy cũng phải nói là rất là đỉnh các bạn. Giờ thì anh sẽ đằng kia, anh sẽ xuất phát lại đây. Này chỉ đua đường ngắn để là coi tốc độ gió lại các bạn với cano. Đây chiếc này. Wow, chiếc cano chạy cũng dữ dằn. Sẽ test lại tốc độ thử coi. Thì xuất hiện thêm một cũ động viên mới đây các bạn, chơi máy ngoài luôn rồi. Không biết hồi sau đây còn tiết mục nào mới không nữa ha. Đam mê trên trong nước mà. Chiếc bánh chạy nó gì anh? Bánh chạy nó gì anh? 4T86. Đây là động cơ máy 4T86 ha. Đây bây giờ thì hai anh sẽ chuẩn bị đua lại, lần này thì anh Bình sẽ chính thức chạy các bạn. Bây giờ thì mỗi một bên để vô thêm một người để mà cho nó công bằng cái nhiều khi sức nặng này cho nọ đó. Anh Bình chuyến này anh sẽ chạy thì vẫn là Toyota 2C, rồi bên kia là cái Mitsu. Cái Mitsu về ta em quên mất tiêu rồi. 4D56. Cái bên kia bên anh Thái có thơ có đặt số không biết. Đề ghét không ha? Hai bên chơi đề ghét không nha các bạn. Rồi bây giờ thì sẽ về cái nơi xuất phát. Wow. Bây giờ thì cái dòng sông không hỗ trợ cho cái cuộc đua tại lục bình quá cản trở các bạn. Thì hai bên anh nào cũng có một cái xưởng, bên anh Bình thì cũng có xưởng giống như là hai cơ sở đua với nhau các bạn. Giờ thì hai anh chạy từ từ lên trên kia. Đây thì bất ngờ chị gái miền Tây ở dưới chạy lên. Chị có một cô con gái rất là xinh các bạn. Chị gắn máy Mitsubishi ha. Bây giờ trên kia thì hai này chuẩn bị vào điểm để xuất phát. Đây. Các bạn mọi người chú ý nha, tập trung vào màn hình. Này sóng ngầm không à? Đó. Sao chạy về luôn rồi. Bên anh kia thì anh xuất phát rồi các bạn. Hay, không chạy lại bên Thái nói đâu. Thấy
kỹ thuật lý do thế nào mà vẫn chưa xuất phát. Kìa quá nẹt, quá lực. Thôi chị chạy chạy đi làm được yêu chơi đi. Xuống nước này chạy không được. Nhiều khi anh Hên thắng luôn rồi sao. Đây bây giờ thì vỏ lãi chở, vỏ lãi chở 5 anh em trên chiếc gì, 5 anh em trên chiếc vỏ lãi đua với cano 2 người. Nhiều khi anh Hên xâm là thắng luôn. Nhiều khi bà cậu độ thắng luôn nha các bạn. Từ từ ông nội ơi, chấp mấy trăm mét đi. Đó, nhiều khi bà cậu độ thắng luôn đó. Vô. Đó, vô luôn. Bên đây mình sẽ chạy theo để mà coi chiếc kia chạy nữa các bạn. Quá là anh không thấy đường lái, anh lạc tập lâm hết rừng à. Lên luôn, lên. Rồi anh thua rồi. Thua rồi, anh thua rồi. Thắng thì xì xì luôn đúng không? Quá à, dữ đó không? Em nói mình thắng là thắng mà. Chiếc kia chạy sao lại mình thắng rồi đó. Lúc đó bà cậu lộ hơn là thắng mà cãi không mà thiệt tình chứ. Ngồi xuống cha ơi cha. Quá chặt. Vỏ lại hàng khủng các bạn. Anh tài công phía sau là trên dưới khoảng 90kg nha. Tính luôn cái lắp. Hey, bây giờ chiếc kia đang chuẩn bị đề ba lên. Lên luôn. Trời ơi, nhảy xong. Đó, nước lôi xịt xịt lên thấy không. Rồi. Để coi coi mấy anh em còn giao lưu công chiên nữa không. Quá dữ, quá dữ. Thắng hơi, em xài thắng hơi các bạn. Thắng nhấp nhấp luôn. Rồi thì chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng đây nha. Nếu mà mấy anh em có đua nữa thì mình sẽ cố gắng quay gửi đến cho mọi người xem cho nó hấp dẫn hơn. Thì lý do mà mình chạy thua thì cũng như nãy mình nói là anh này phía sau quá bự các bạn. Trên này quá nhỏ. Là video mình sẽ kết thúc nha.
Rồi, xin chào tất cả, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là buổi giao lưu của mấy anh em vô lãi.